Ngày 13 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hưng Đạo đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 32, nhiệm kỳ 2022-2027. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ phường Hưng Đạo phát huy truyền thống quê hương đệ tứ chiến khu anh hùng, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường đã bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên để vận dụng sáng tạo, linh hoạt thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đoàn phường lần thứ 31 và công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó nổi bật, Đoàn Thanh niên phường đã tăng cường đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, sống có hoài bão và có bản lĩnh chính trị vững vàng. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể phường, trung tâm học tập cộng đồng phường, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ trong chăn nuôi trồng trọt, chế biến thức ăn trong chăn nuôi cho trên 100 lượt đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia các mô hình phát triển kinh tế. Với tinh thần đoàn kết dân chủ thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hưng Đạo, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 đồng chí và bầu trực tiếp chức danh Bí thư đoàn phường. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hưng Đạo khóa 32. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Đông Triều lần thứ 23, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên thị xã Đông Triều đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.